đây là phần xem trước kết quả khi mình làm nha. Sử dụng điện thoại, như các bạn đã thấy thì bộ nhớ case của mình đạt lên tới 4GB nha. Thì mình thử xóa nha. Dùng tool này xóa rất là nhanh. Y chang. Xóa bộ nhớ đệm. Nếu như mà làm thủ công á thì phải vô từng cái rồi thoát ra, vô từng cái rồi xóa bộ nhớ đệm. Là xóa cây rồi thoát ra khá là mất thời gian. Với tool này thì tự động luôn. Đây đang có 9 trên 86 app có bộ nhớ cây sẽ lớn hơn 1 MB được xóa nè. Giờ mình thử tắt ha. Bây giờ thì mình thử xem lại bộ nhớ đệm nó còn bao nhiêu nha. Lúc nãy là hơn 4GB đúng không? App MGR Pro. Đây, giờ còn 1.96GB nè, nãy mình dừng giữa chừng nữa. Thì cách này khá là ổn đối với bạn nào hay bị hết dung lượng trên điện thoại cỡ 8GB, 16GB. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần đầu video sau phần intro nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MMT Gonzil Test. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video hướng dẫn giải phóng dung lượng bộ nhớ Android với app AppMGR 3 App2SD. Trọng tâm video thì chúng ta sẽ chỉ giải quyết một vấn đề, đó là giải phóng bộ nhớ, giải phóng RAM. Thật ra thì app này có rất là nhiều tính năng, nhưng mà chúng ta chỉ đến với một tính năng chính thôi. Một chạm để xóa tất cả bộ nhớ case và xóa hàng loạt case của ứng dụng hoặc dữ liệu. Xóa hàng loạt. Tại sao gọi là xóa hàng loạt? Tại vì nếu như mà làm thủ công thì sẽ rất là lâu lắc. Đúng không? Lâu lắc lắm. Chậm nữa mà phải làm nhiều thao tác nữa. Vậy trước hết thì case là gì? Mình sẽ giải thích ngay bây giờ nhé. Thường thì khi máy ta có dấu hiệu bị nặng, bị lắc, hết dung lượng thì chúng ta sẽ xóa dữ liệu bộ nhớ đệm cho máy nhẹ đi, đúng không? Nếu như bạn nào đã từng xem video của mình thì mình sẽ để liên lại phần mềm đó gọi là AppSuch. Mình có làm video về đó rồi đó. Để chút mình mở Facebook cái đã, mở YouTube, tìm AppSuch video. Đây, ở trên top của YouTube nè. Đây là phần mềm giúp máy giảm giật lắc khá là ngon, đúng không? Rồi, quay trở lại vấn đề nha. Thì cái đó là để giải phóng bộ nhớ là RAM này kia thôi. Còn case là như đã nói, thường thì máy ta có dấu hiệu giật nặng nè, giật lắc hết dung lượng sẽ xóa dữ liệu bộ nhớ đệm cho máy nhẹ đi. Nhưng mà nếu xóa bằng cách thủ công thì sao? Mình phải vào từng app, chọn từng, xóa từng cái một, rất mất thời gian. Đã thấy phải trở về danh sách app đã chọn, rồi chọn và xóa, chọn và xóa, chọn và xóa. Nhưng mình có giải pháp hữu hiệu nhanh gọn hơn, đó là app MGR. MGR là viết tắt của manager. Với app này, sau khi cài đặt xong chỉ cần bấm vào một cái là tool sẽ tự động xóa case. Rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung chính nha. Trước hết thì mình sẽ xóa app MGR ở trên điện thoại. Đợi chút. Mình kết nối với điện thoại nè. Chúng ta có thể thao tác bằng điện thoại hoặc là qua chuột trên này cũng được. Mình xài phần mềm Miroi. Tên phần mềm đó. Mình sẽ để cái tên phần mềm nhìn cho nó dễ. Phần mềm này là Miroi. Mi chắc là giống như cái gương vậy đó. Để trình chiếu điện thoại qua vi tính. Bây giờ chúng ta sẽ xóa app MGR nha. Ấn giữ rồi xóa. Rồi, chúng ta sẽ tải
Happy Happy Mod về. Thì mình thử tải từ Chrome, tải từ đâu cũng được. Thôi tắt bằng máy tính cho nó dễ. Tìm Happy Mod rồi mình tải về. Decline hoặc là unload cookie cũng được, nhưng mà mình decline đi, tại mấy cái trang web này không cần quan không cần lưu mấy cookie làm gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ download nha, bấm vào download bên dưới nha, đừng bấm download bên kia ở trên, chọn cái dưới nha. Rồi tôi không phải là người máy nè, I'm not a robot. Đừng bấm vào download đây nha, bấm vào create download link nè, vẫn tải xuống nè, tải xuống rồi mở. À, hình như mình chưa gỡ Happy Mod trên máy mình thì phải. À, bạn nào chưa cài app APK nào từ cái file từ app trình duyệt như Chrome hay CopCop nè, thì phải thêm cái bước gọi là vào cài đặt nha, cài đặt cài ứng dụng không rõ nguồn này. Dù ở đây là Chrome chẳng hạn. Rồi Happy Mod cài nè. Trong trường hợp nếu như mà mình chưa cài thì sẽ như các bạn thấy, kiểu như là mình đã chưa tải từ Chrome thì nó vậy, còn đã tải rồi nó sẽ không hiện ra cái thông báo là tìm cái gì đó vậy ta, thông báo là cài từ ứng dụng không rõ nguồn đâu. Bây giờ vào một Happy Mod nha. Trước tiên thì khi vào Happy Mod chúng ta sẽ tìm app, tìm cái app mà đợi quảng cáo hết quảng cáo thì tắt. Tại sao mình sẽ phải dùng phần mềm gọi là mod? Tại vì nó có full tính năng. Bây giờ nè, vào phần gọi là Happy Mod đúng không? Giao diện đúng không? Ở trên ở dưới này nè, thấy chữ toy không? Nếu như mà tiếng Anh thì ghi là me nè, category là thể loại, app là ứng dụng nè, ở đây là toy nè. Thì bạn nào chưa có đăng nhập thì đăng nhập bằng Facebook nha. Để bình thường lưu mấy cái ứng dụng trên này. Có toy nè. Để xíu thao tác trên này cho nó lẹ. Đây mình đăng xuất nha, trước nếu bạn nào mà chưa đăng nhập thì mình sẽ đăng nhập ở từ đầu. Đăng xuất nè, rồi vào tôi nè, tiếp tục với Facebook. Rồi bây giờ tìm app MGR. App MGR ba la mã nha. MGR mình tìm trên này luôn, quên cấp cái gì đó. Ê, gõ bàn phím trên micro rồi giờ làm biến quá. Tìm app MGR 3 nha, thấy chữ app MGR Pro 3, thấy chữ Pro không, chọn Pro nha. Mình xoay màn hình lại. Nếu như app nào đã có phiên bản mod rồi thì đây nè, thì chỉ cần bấm vào cài đặt dựng lên cái hình xanh xanh này nè. Còn nếu như mà không có, có nghĩa là app đó chưa có ai cung cấp file mod gì á, chưa có thì không cài được, mà có thì cài bình thường. Quảng cáo nè. Cài. Cái này như là mình cài rồi nè. Các bạn để ý nha, vào cái phần chữ màu cam cam này nè, chứ đừng có đi vào dưới này nè, dưới này là quảng cáo Shopee. Nhầm, cài đặt dựng lên của cái AppMGR, phía dưới AppMGR nè, bấm vào cài thôi. Bạn có muốn cài đặt dùm này không, chọn là cài đặt. Xong rồi thì mở, sẽ hỏi là quyền truy cập để có thông tin về kích thước gọi là dung lượng của app á, chọn unload nha. Và sau đó chọn app MGR Pro 3. Bấm vào cái công tắc này để cho phép truy cập dữ liệu sử dụng nè.
Sau khi xong rồi chúng ta bấm nút mũi tên để quay về. Rồi, bây giờ dùng cái cách khá là cơ bản á, là vào App Manager nha. App Manager. Bấm vào dấu ba gạch đây nè, vào App Manager. Bên này thấy cái phần Clear Case này không? Bỏ qua đi. Và chọn bấm vô cái hình này nè. Cái hình cái chổi quét nè. Đây. Ban đầu nó không có Turbo Mode. Ban đầu chưa có hai này, giờ mình tích vào nha. Bấm vào Turbo Mode nè. Sau đó mình quét. Và nó sẽ yêu cầu cái quyền là quyền truy cập dịch vụ. Quyền dịch vụ truy cập để tự động tự động hóa mấy cái hành động như là clear case, xóa bộ nhớ đệm, không cần phải không cần phải xác nhận cho từng app. Chọn là Yes. App chọn ứng dụng nha, là AppMGR Pro 3. Ở đây mình sẽ chọn sử dụng AppMGR Pro và cho phép là unload. Rồi, để nha, nhìn cái trạng thái là đang bật nè. Nếu như mà ghi trạng thái là chưa bật thì chúng ta phải vào tắt rồi bật lại. Rồi. Xong, bây giờ don't show again. Chúng tôi take advantage of the chúng tôi dùng quyền truy cập của Android, dịch vụ của Android để tự động hóa các tác vụ. Đừng bấm vào nút back hoặc nút home, trở về hoặc nút home trong khi đang sử dụng, trong khi ứng dụng đang chạy. Để dừng, chúng ta bấm vào cái cửa sổ phía bên dưới nè và bấm vào nút cancel hoặc là dấu x. Bây giờ chúng ta sẽ chạy nha. Đó, đang tự động chạy nè, thấy không? Đó, tự động xóa bộ nhớ đệm nè. Thay vì không dùng app này, chúng ta cũng có thể tự làm được. Ta bấm vào xóa bộ nhớ đệm nè, và bấm quay lại nè. Rồi bấm vào bộ nhớ và bộ nhớ đệm, xóa bộ nhớ đệm, bấm quay lại. Cứ vậy mà kiểu như là cái này nó tự động hóa hết rồi. Lúc nãy lúc ta mới mở lên là thấy 2 phẩy mấy ghi đúng không? Bây giờ đợi mình sẽ tua tới chỗ nhanh nha. Bạn nào muốn dừng thì bấm vào vào đây nè, rồi bấm dấu x nè để dừng. Ở lúc nãy là 2 mấy ghi thì giờ còn 360 mấy mê á. Còn nhiều app chưa xóa cây nè. Đã xóa được 1.73 ghi nè. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần gọi là gọi gì ta? Tự động hóa nha. Nếu bạn nào đang xài Windows 10, 11 gì đó thì sẽ là giống mình thôi. Bấm nhấn giữ vào cái này nè. Mình dùng Microsoft Launcher nên chắc nó cũng giống vậy nè. Bấm vào miễn sao ra cái widget á, tiện ích nè, thêm tiện ích nè. Và chọn AppMGR. Từ từ, mình dùng cái này cho lẹ. Tìm AppMGR. Nhấn vào vùng trống trống nào đó. Để xíu. Rồi chấm chấm, bấm vào thêm tiện ích, chọn AppMGR nha. Đây, thấy phần này không? Mình sẽ chọn cái này, bấm nhấn vào giữ luôn nha. Tưởng tượng đây là ngón tay mình nha, nhấn vào giữ luôn. Rồi bây giờ bấm vô phần này nè. Option đi, clear case cũng ra được vậy thôi, nhưng mà nó nhanh hơn khi mà vào app như lúc nãy, đúng không? Tắt thì như nãy thôi. Nếu mà muốn dừng lại giữa chừng thì tắt như vậy thôi. App này ngoài ra còn công dụng nữa là gỡ cài đặt nhiều app cùng lúc cũng được luôn. Bây giờ vào AppMGR lại nha. Có cái chức năng gọi là Move Apps, là chuyển app từ điện thoại qua thẻ nhớ nè. Bạn nào xài Android mà có thẻ nhớ thì chuyển qua cũng được. Mà thẻ nhớ là phải nhanh nha, sẽ nhớ xịn nha. Cái chậm thì chuyển không nổi, kiểu như giật lắc lắm. Đây, App Manager nè. Mình chọn nhấn vào giữ vô chữ một app nha. Ấn vào giữ. Này mấy cái app này mình tải ngẫu nhiên thôi chứ không có xài. Ấn vào giữ. Rồi sau đó chọn gỡ cài đặt nè. Gỡ cài đặt. Bấm vô cái hình thùng rác.
Thế hỏi bạn có muốn gỡ cài đặt ứng dụng này không? Chúng ta chọn OK. Còn không chọn không OK thì mình hủy thôi. Ngoài ra còn một số ứng dụng khác. Lúc mình chọn thì có và nó sẽ kiểu như là gỡ xong app này thì nó sẽ hỏi có gỡ ứng dụng khác không? Chọn OK, cứ vậy OK thôi. Nó có lợi ở chỗ là mình không cần phải bấm từng cái rồi xóa rồi sau đó chọn rồi bấm từng cái, mình chọn hết luôn. Có gì cứ OK hết là xong. Còn chức năng là giấu app hai nè, hai là giấu nè, ẩn ẩn app nè. Hoặc là freeze app là đóng băng ứng dụng. Rồi, bạn nào muốn vọc thì cứ bò ra thôi. Nếu bấm vào show system app. Nếu như mà muốn xem những app mà có sẵn trên hệ thống Android á. Những app mà mình chưa có tải về lúc mới mua điện thoại về nó có đó. Nha. Video đến đây thôi, chúng ta cũng ta. Gần 20 phút rồi đó. Trời ơi. Xin lỗi nha. Sẽ tua video cho nó lẹ trong quá trình edit nha. Nếu như cảm thấy video hay các bạn nhớ chia sẻ và cho mình một cái subscribe hoặc là cái đăng ký á, và like nha. Chia sẻ những ai mà đang chưa biết về những cái kiến thức này. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.